Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Tài chính Kinh doanh. Kinh doanh đa cấp, khi mà hiểu biết của phần đông người dân vẫn còn mơ hồ thì loại hình này đã tràn lan khắp nơi dưới rất nhiều dạng thức khác nhau tại Việt Nam. Thực ra thì trên thế giới, đa cấp trong kinh doanh đã tồn tại và được thừa nhận từ lâu. Mô hình tiên tiến, lợi ích to lớn là những cái cớ để kinh doanh đa cấp cũng xuất hiện tại Việt Nam. Nhưng trong nhiều năm qua, thứ mà chúng ta được chứng kiến lại là vô số kiểu biến tướng của đa cấp. Từ những đường dây đa cấp tài chính, đa cấp du lịch hướng tới những người có tiền của, đến đa cấp thực phẩm chức năng nhắm vào người bệnh. Giờ ở không ít vùng nông thôn, người ta thấy nhan nhản đa cấp phân bón, rồi thậm chí cả đa cấp từ thiện. Rất nhiều những người nông dân nghèo, những người già cả ở nông thôn mới chỉ nghe về những khoản lợi nhuận không tưởng và còn chưa kịp hiểu đa cấp là thế nào thì đã bị cuốn vào cơn bão đa cấp. Một mình sống trong căn nhà vắng vẻ phải là một sự mê hoặc ghê gớm lắm mới có thể khiến người đàn bà quá chồng này bán hết mùa màng, đi vay nặng lãi hàng trăm triệu đồng để đổ vào kinh doanh đa cấp. Giờ thì mối quan tâm của người nông dân không còn là nhãn, là ngô nữa, mà chỉ là đa cấp. Những tưởng đây là một cơ hội trời cho, bà vội giới thiệu cho vợ chồng người em tham gia. Giới thiệu đến cô em chồng đấy, cô em chồng thì đúng là cũng túng thiếu, thì cũng thấy em bệnh tật như thế này thì là muốn là chia sẻ cho em. Gia đình người em, chồng bị bệnh thần kinh không ổn định. Bản thân cô em đau yếu liên miên, nay viện này, mai viện khác. Đứa con gái duy nhất học hết lớp 9 cũng phải nghỉ để đi làm kiếm tiền. Là hộ vừa thoát nghèo, cả nhà chỉ trông vào cái quán hàng xén kiếm vài 30.000 mỗi ngày. Vậy mà nghe lời người chị, người đàn bà ốm yếu này cũng giấu chồng vay hơn 100 triệu đồng đổ vào đa cấp. Vào hai mã xong rồi thì là người ta có công ty bảo rằng là cô Quỳnh lại bệnh thì phải vào cần lấy mã thì mới được. Em mới vay về bảo thôi điều kiện nhà mình quá nghèo này, có khi làm như thế sau này lấy tiền về để sửa lại cái nhà, cái cửa để khỏi rột nát. Trong cái xóm nghèo này, không thiếu những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin khác cũng mụ mị gia nhập đội ngũ đa cấp. Nghe người ta bùng tai thế này cuối cùng là cũng làm hai mã. Đồng tiền mình có ấy, thì là không sao, như đây đồng tiền mình trước mắt không có mà đi vay. Nhưng mà bây giờ này, mới làm hợp đồng mà người ta không giả là mình mất. Sau một tháng tham gia, lời lãi chưa thấy đâu, chỉ thấy các chủ nợ liên tục gõ cửa đòi nợ. Chẳng biết đào đâu ra tiền trả nợ, người phụ nữ quá bộ này chỉ còn biết trông vào mấy xào đất ông bà để lại. Nhưng có bán hết đất thì cũng chỉ trả được phân nửa món nợ. Rồi ngày mai, người nông dân không một tấc đất biết sống ra sao. Càng nghĩ thì người phụ nữ ốm yếu này càng bị hành hạ bởi những cơn đau dạ dày liên tục. Món nợ 100 triệu vay nặng lãi cứ treo lơ lửng trên đầu. Món nợ gấp hơn chục lần giá trị của cái quán cóc kiếm bạc lẻ này. Bước chân vào thế giới đa cấp, những người nông dân chất phác khó có thể kịp hiểu chính họ đang tham gia vào chuyện gì, bởi trước mắt họ luôn là một ma trận các kiểu biến tướng của kinh doanh đa cấp. Từ thuốc bổ đến thực phẩm chức năng, từ máy ozone đến phân bón, cái gì cũng có thể được lôi ra để kiếm tiền kiểu đa cấp. Như là mua 5-6 triệu đồng tiền phân bón, bà con được hứa hẹn sẽ nhận khoản chi âm 25 triệu đồng, gấp nhiều lần tiền ban đầu. Mời thêm người mua phân bón trên 1 tỷ thì không làm gì cũng được hứa tặng ngay 700 triệu, tặng xe SH, ô tô. Thậm chí nộp tiền vào quỹ từ thiện 1 triệu cũng nhận lại tiền tri ân 5 triệu. Không cần biết số tiền từ thiện đó có đến được người khó khăn như giới thiệu hay không. Chỉ biết là nếu kêu gọi được càng nhiều người cùng nộp tiền từ thiện thì sẽ còn nhận được số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Hãy bỏ tiền vào, hãy lôi kéo thêm nhiều người, có lẽ là những từ khóa chính của các thành viên đa cấp. Những màn diễn thuyết liên tục không ngừng của các chuyên gia đa cấp tự xưng vẫn là những chiêu phổ biến để lôi kéo người tham gia. Nhưng quả thực, chưa mấy ai có được phần hùng biện hùng hồn như sau đây của một người tự giới thiệu là nhân viên bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam, còn được gọi là Công ty Liên kết Việt. Cá nhân tôi thì bị ám ảnh bởi cái điệp khúc không làm gì cũng có tiền của anh ta. Còn quý vị, xin được khuyến cáo trước, cẩn thận có thể sẽ bị chóng mặt sau khi xem đấy ạ. Ngót cả 100 người, quá nửa là phụ nữ, còn lại là ông bà già, nông dân. Suốt 2 tiếng đồng hồ, tất cả ngồi nuốt từng lời của một người tự xưng là đại diện ban giám đốc của Liên kết Việt. Công ty của cháu có các gói đầu tư như sau: gói 10 sản phẩm tương đương với số tiền là 86 triệu đồng,
gói 20 sản phẩm tương đương với số tiền là 172 triệu đồng, gói 46 sản phẩm tương đương với số tiền là 400 triệu đồng, gói 1,6 tỷ, gói 3,5 tỷ và gói 9 tỷ 3. Gọi là bán hàng nhưng không cần bán hàng. Bán hàng làm gì khi mà không cần làm gì cũng có tiền. Nhiều bác hỏi cháu rằng, cháu ạ, đi làm mà mới có tiền thì là một điều bình thường đúng không ạ? Mày khéo mồm thì mày còn làm được, mày còn mời được khách. Chứ cô chỉ ở nhà quanh quẩn với mấy con gà, con lợn thì cô mời ai bây giờ? Vậy cô có tiền hay không? Thì cũng xin được chúc mừng các bác luôn là đến với Liên Kết Việt trong thời gian này sẽ có một chương trình được gọi là chương trình các bác không cần phải làm gì hết mà cũng có tiền. Cái được gọi là chương trình các bác không cần phải làm gì hết mà cũng có tiền đã hâm nóng cả khán phòng. Không lên công ty nữa, cũng không quay trở lại doanh nghiệp nữa, không mời một bất cứ ai lên doanh nghiệp để tìm hiểu. Tức là chỉ ở nhà thôi ạ, ăn và chơi thôi. Nhưng bạn Minh cũng phải bị nhận số tiền này. Vậy mô hình chung số tiền này là các bác bị nhận và phải nhận. Ai đã từng bị nhận tiền và phải nhận tiền, những người nhận tiền bất đắc dĩ được điểm mặt. Mà chị Phạm Thị Ánh Nguyệt đầu tư 1015 bộ. Tức là quý vị cứ thử nhân với mỗi bộ là 35 triệu. Chị ấy bỏ ra 9,3 tỷ đồng để đầu tư 1015 bộ. Nhưng bù lại, chị ấy thu về nhà mình là trên 450 tỷ tiền tri ân. Bỏ ra 9,3 tỷ đồng, thu về 450 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận là 4.800% hay 48 lần. Có là nhà kinh doanh đại tài hàng đầu thế giới như Bill Gates hay Warren Buffett cũng phải tôn làm sư phụ. Không chỉ mách nước cách sinh lời trong mơ, Liên Kết Việt còn chu đáo đến độ mách nước cách giấu gia đình, người thân để đem tiền nộp vào đa cấp. Vậy phương pháp thành công tại công ty của chúng cháu, các bác chỉ sử dụng cho cháu hai từ thôi ạ. Là từ tự quyết được không ạ? Mà về chia sẻ với vợ hoặc với chồng, thì chồng chơi ngay câu này, mà bị chúng nó lừa rồi, già rồi còn bị trẻ con nó lừa cho. Và sau câu này, két sắt thì đổ mật khẩu, chìa khóa tủ thì giấu đi, chia sẻ với mẹ được không ạ? Mẹ chơi ngay câu này, con à, ngon thế này không đến lân nhà mày, lân nhà giàu nó vẫn làm hết rồi con ơi. Chia sẻ cho bạn thân, ông chơi ngay câu với ông tướng à, ông định lừa cả tôi cơ. Kẻ thuyết trình ở trên, kẻ nói đế theo ở dưới, giống như một vở kịch chèo được diễn thành thục. Con đường đến với giấc mơ làm giàu dường như đang trải thảm đỏ trước mắt những người nghe này. Thưa quý vị khán giả, sau khi bản tin tài chính kinh doanh phát sóng về bài thuyết trình của người tự xưng là nhân viên bán hàng đa cấp của công ty cổ phần Liên Kết Sản xuất Thương mại Việt Nam hay là Liên Kết Việt, thì sáng ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay đại diện của công ty Liên Kết Việt, ông Lê Thanh Sơn, và biên tập viên Minh Hường sẽ là người đối thoại với ông Sơn. Xin mời chị ạ. Vâng, cảm ơn chị Minh Hằng. Kính chào quý vị và các bạn. Đầu tiên thì xin cảm ơn ông Lê Thanh Sơn đã tham gia chương trình. Xin được giới thiệu ông Lê Thanh Sơn là chuyên viên đào tạo đại diện của công ty Liên Kết Việt. Trước tiên thì xin mời ông Sơn cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng xem lại một video clip chúng tôi đã phát ngày hôm qua về một bài thuyết trình của một người tự xưng là nhân viên bán hàng của công ty Liên Kết Việt. Nhiều bác hỏi cháu rằng, cháu ạ, đi làm mà mới có tiền thì là một điều bình thường đúng không ạ? Mày khéo mồm thì mày còn làm được, mày còn mời được khách. Chứ cô chỉ ở nhà quanh quẩn với mấy con gà, con lợn thì cô mời ai bây giờ? Vậy cô có tiền hay không? Thì cũng xin được chúc mừng các bác luôn là đến với Liên Kết Việt trong thời gian này sẽ có một chương trình được gọi là chương trình các bác không cần phải làm gì hết mà cũng có tiền. Ông Lê Thanh Sơn, ông nghĩ thế nào khi xem cái video clip này? Thưa chị Thu Hường, toàn bộ đoạn clip này là lời chia sẻ hoàn toàn sai sự thật của công ty Liên Kết Việt. Và công ty Liên Kết Việt thì anh này là người chia sẻ và là không thuộc nhân viên và cán bộ của công ty. Và công ty không chủ trương đưa anh này về thuyết trình tại thị trường Thủy Nguyên. Thế nếu không phải là nhân viên thì anh này là gì mà anh có thể giới thiệu về công ty Liên Kết Việt? Điều này thì chúng ta phải nói đến đó là trách nhiệm của đại lý. Và khi đại lý mà ký với công ty thì đại lý phải chịu trách nhiệm với những lời tuyên truyền của mình, với công ty, với pháp luật. Và đặc biệt là cử nhân sự lên thuyết trình như thế này thì đại lý phải chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty
và chúng tôi sẽ có những hình thức xử lý. Có nghĩa đây là một đại lý, một nhà phân phối của công ty Liên Kết Việt đúng không ạ? Thế nhưng mà đúng là quá nguy hiểm luôn. Kể cả đó có là một nhà phân phối và một đại lý đi chăng nữa, tôi còn có thể cho anh xem anh ta còn dùng những cái lời lẽ còn nguy hiểm hơn nữa, thậm chí là dùng tới uy tín của một trong những cái bộ quan trọng nhất là Bộ Quốc phòng. Mời anh xem video clip sau đây. Đây là bạn ấy là công ty của cháu này. Thứ nhất là người đứng phía bên tay phải của các bác, tay trái của các bác là chủ tịch hội đồng quản trị Lê Xuân Hà. Người đứng giữa là thượng tướng viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và người đứng phía bên tay phải của các bác là thiếu tướng Nguyễn Huy Trung, nguyên viện phó viện kiểm sát quân sự trung ương. Vậy các bác nhé, các bác tưởng tượng rằng những ban lãnh đạo của công ty cháu là các bác thuộc trung ương đảng đúng không ạ? Các bác cống hiến cả một cuộc đời mình và ngày hôm nay các bác lại xây dựng nên một công ty giúp xóa đói giảm nghèo. Và các bác kết hợp với công ty là các bác kết hợp với những bác này, không phải kết hợp với chúng cháu. Thứ nhất, các bác không tiếp thị. Thứ hai, các bác không tư vấn. Thứ ba, các bác không quảng cáo và đặc biệt là các bác không bán hàng. Vậy tại sao cấm các bác đi làm điều này? Vì công ty của chúng cháu là thuộc Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc phòng, là bộ mặt của nhà nước nên công ty cấm các bác làm điều này. Vâng, anh thì ông thì nói rằng là đây là nhà phân phối và nhà phân phối này thì nói chưa chuẩn. Thế nhưng ông có thể cho biết là có phải là công ty Liên Kết Việt là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Thưa chị Thu Hường, là công ty Liên Kết Việt là tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Liên Kết Sản xuất Thương mại Việt Nam và đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh đa cấp ngày 22 tháng 12 năm 2014. Và tên đầy đủ của công ty là Công ty Cổ phần Liên Kết Sản xuất Thương mại Việt Nam. Do vậy, tất cả những cái lời chia sẻ của tất cả các nhà phân phối phải chịu trách nhiệm trước những cái lời chia sẻ của mình từ tuyên truyền và chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về những lời chia sẻ của mình. Vâng, nhưng tôi muốn hỏi là công ty này có phải là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Như tôi vừa nói với chị Thu Hương rồi, tên công ty là Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam trên giấy phép kinh doanh đa cấp ở đây. Đó, trên giấy phép kinh doanh đa cấp. Và thưa tất cả những lời chia sẻ của cái người này thì là đều không chính xác so với những cái hoạt động của công ty đang diễn ra. Vâng, công ty đó có nói là công ty Liên Kết Việt thì là công ty con thuộc Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc phòng. Vậy đây có phải là công ty thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Chính xác là không. Không đúng ạ. Nhưng mà trên website thì tôi lại thấy nhiều video về các cái đại hội hoa hồng mà tôi có thể giới thiệu cho anh xem ngay sau đây. Tiếp theo, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban lãnh đạo công ty, ông Lê Xuân Hà, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thiết bị y tế VCV, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam. Đại tá Nguyễn Văn Tùng, phó tổng giám đốc tập đoàn thiết bị y tế VCV. Xin được trân trọng giới thiệu đại tá Dương Công Minh, phó tổng giám đốc đối ngoại tập đoàn thiết bị y tế VCV. Chắc hẳn là anh cũng vừa nhận ra mình chính là cái người MC trong cái đại hội hoa hồng này đúng không ạ? Ở đây thì tôi thấy là anh giới thiệu là rất nhiều vị đại tá đương chức của Bộ Quốc phòng đang tham gia ban lãnh đạo của công ty. Thế thì liệu có cái mối liên hệ gì với Bộ Quốc phòng hay không? Liệu có cái sự mạo danh Bộ Quốc phòng ở đây hay không? Bạn Thu Hường phải để ý khi mà hình ảnh của tôi được giới thiệu ở trên đó. Và tôi là giới thiệu là đại tá. Và tất cả các đại tá này đều đã về hưu. Và tôi chưa hề thêm chữ nào gọi là chữ Bộ Quốc phòng vào đây cả. Cho nên là không thể nói công ty này là của công ty của Bộ Quốc phòng được. Tôi rất là băn khoăn tại sao anh không giới thiệu là đây là đại tá đã về hưu, mà anh lại giới thiệu là đây là đại tá tham gia và ví dụ như là phó tổng giám đốc của công ty Liên Kết Việt. Ok, thực ra là tất cả các đại tá này đều có chức danh ở trong công ty và đều nắm những cái vị trí trong công ty và họ không nhân danh Bộ Quốc phòng để đi làm. Ví dụ như trường hợp của đại tá Nguyễn Văn Tung thì là ông đã nghỉ hưu và là hiện tại đang làm tại Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP. BQP đúng không ạ? Là cũng rất là giống với gọi là từ viết tắt của Bộ Quốc phòng đúng không ạ? Và rất nhiều người với cái từ viết tắt này cũng nghĩ là công ty của anh trực thuộc Bộ Quốc phòng. Vâng, và chúng tôi cũng xin nói với anh là trong sáng hôm nay thì chúng tôi nhận được hai thông tin. Thứ nhất là Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thì cái người đã được giới thiệu trong clip vừa rồi thì cho biết là ông chưa từng tham gia hoạt động kinh doanh hay điều hành tại bất kỳ công ty nào. Và thông tin thứ hai là Bộ Quốc phòng khẳng định là không có bất kỳ liên kết với bất kỳ công ty nào có tên là Liên Kết Việt hay là Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc phòng. Hôm nay thì cũng cảm ơn anh Lê Thanh Sơn đã tham gia chương trình. Trả lời chúng tôi, Sở Công Thương Hải Phòng khẳng định là chưa cấp phép cho công ty này hoạt động tại Hải Phòng.
còn Viện Khoa học Công nghệ Bộ Quốc phòng gửi văn bản tới Trung tâm Tin tức VTV24 và nhiều cơ quan chức năng tố cáo rằng Công ty Liên kết Việt và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP đã sử dụng trái phép hình ảnh của quân đội để trục lợi. Hai máy vật lý trị liệu, nhìn qua khó có thể phân biệt. Máy bên trái là Wonder 508 do Viện Khoa học Công nghệ Quân sự sản xuất năm 2009. Và máy bên phải là Grade 12 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP sản xuất năm 2012. Đại úy Nguyễn Duy Thái cho biết, cá nhân ông và các nhà thiết kế của Viện Khoa học Công nghệ Quân sự đã cảm thấy bị xúc phạm khi khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP đã dùng hình ảnh sản phẩm cũng như hình ảnh của Viện Khoa học Công nghệ Quân sự để trục lợi. Với tư cách là người đồng tác giả nghiên cứu thiết kế chế tạo ra sản phẩm này, thì khi thấy những cái đơn vị cá nhân họ lạm dụng cái hình ảnh thương hiệu của sản phẩm để trục lợi cá nhân thì bản thân chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi cảm giác là cái công sức và trí tuệ của mình đã bị ăn cắp một cách là trắng trợn. Chánh thanh tra Viện Khoa học Công nghệ Quân sự vô cùng bức xúc trước các dấu hiệu mạo nhận thương hiệu của viện mình ngay trên tờ rơi quảng cáo của công ty BQP. Theo vị đại diện này, trắng trợn hơn, BQP còn ăn cắp cả hình ảnh cúp vàng hàng Việt Nam chất lượng cao của Viện Khoa học Công nghệ Quân sự. Thứ nhất là cái việc đưa lên tờ rơi để quảng cáo sản phẩm này là cái cúp vàng này là của hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao cấp năm 2009 cho máy Wonder 508 và đã được cái tập đoàn Y tế BQP sử dụng vào cái này để họ bán sản phẩm của họ. Cái cúp vàng này bao giờ cũng đi kèm theo một quyết định tặng thưởng cho cái cúp vàng này kèm theo một quyết định. Và tôi khẳng định là BQP không có cái giấy chứng nhận của cúp vàng này. Lý do tại sao là anh khẳng định như vậy? Lý do bởi vì cái máy này sản xuất năm 2012 bắt đầu được lưu hành, được Bộ Y tế cấp, nhưng mà cái cúp này đã có từ năm 2009. Và cái việc này là nó gây ra bức xúc trong đơn vị chúng tôi nói riêng và quân đội nói chung, nó làm ảnh hưởng đến uy tín của Viện Khoa học Công nghệ Quân sự và của quân đội, để làm cho bà con dễ hiểu nhầm là cái máy này và cái tập đoàn này là của Bộ Quốc phòng, nhưng thực ra tập đoàn này không phải của Bộ Quốc phòng và cái máy GF-12 này không phải của Bộ Quốc phòng sản xuất. Trên website của mình, BQP còn giới thiệu mình có hợp tác và được chứng nhận chất lượng của các bệnh viện uy tín như Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Bệnh viện 108. Tìm đến một trong số các bệnh viện đó là Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, thì đại diện bệnh viện này khẳng định mình đã bị lừa khi công ty BQP tự giới thiệu mình là công ty thuộc Bộ Quốc phòng để được hợp tác với bệnh viện. Do vậy, trong các công văn của mình, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đều nhắc đến BQP với cái tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc phòng. Họ nói là bên Quốc phòng, một cái doanh nghiệp của Quốc phòng đấy có cái máy này và muốn đến để nhờ bệnh viện đấy, khảo sát cái tác dụng hỗ trợ giảm đau. Không hợp tác làm ăn, không hợp tác nghiên cứu vì đây nó không tương ứng với một cái công trình nghiên cứu học. Không ít người dân còn phản ánh, công ty BQP đến tận các khu dân cư với nhân viên mặc quân phục, căng băng rôn ghi rõ là công ty của Bộ Quốc phòng để chào mời người dân mua máy. Những người dân khu phố này cho biết họ đã mua máy của công ty BQP chỉ vì tin theo lời tự quảng cáo rằng công ty này thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, mua xong mới phát hiện là chất lượng sản phẩm không hề như quảng cáo. Họ về họ tư vấn là cái máy đấy là của Bộ Quốc phòng. Nhưng mà trong cái ấy thì con tuyên truyền tức là đây là của Quốc phòng làm ra những cái máy ấy thì chúng tôi cứ thế tin tưởng là chúng tôi mua. Khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP đã có dấu hiệu mạo danh Viện Khoa học Công nghệ Quân sự và mạo danh Bộ Quốc phòng nhằm lôi kéo người dân mua hàng gây mất uy tín cho quân đội. Viện Khoa học Công nghệ Quân sự đã có công văn gửi Cục Điều tra Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng để điều tra làm rõ hành vi của công ty BQP. Ngay sau phản ánh của Trung tâm Tin tức VTV24, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra về các dấu hiệu sử dụng hình ảnh quân đội để trục lợi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP và công ty con là Liên kết Việt. Nhưng không chỉ có vậy, theo điều tra của nhóm phóng viên, các công ty này còn có những dấu hiệu mạo nhận nghiêm trọng hơn nữa. Xin kính chào toàn thể quý vị có mặt trong chương trình Đường đến thành công lễ nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hàng ngàn người tham gia buổi lễ, hừng hực khí thế hân hoan. Ngày 27 tháng 4 năm 2015, Công ty Liên kết Việt của chúng ta đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ
ký quyết định trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh được lấy từ website của công ty Liên kết Việt, công ty con thuộc công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP. Sau đó, tấm bằng khen này được treo trang trọng ở trụ sở của công ty Liên kết Việt tại Hà Nội. Nhưng có một điều lạ là bằng khen này không có số bằng, điều bắt buộc phải có theo quy định. Để tìm hiểu về điều lạ này, nhóm phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24 đã tìm đến Ban thi đua khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ. Quyết định khen thưởng số 209 trên tấm bằng khen ở công ty Liên kết Việt ký ngày 10 tháng 12 năm 2014. Nhưng theo hồ sơ lưu của Ban thi đua khen thưởng Trung ương thì quyết định số 209 được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 2014. Đối tượng được nhận bằng khen là một đơn vị ở tỉnh Quảng Ngãi chứ không phải công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP. Trên website của Liên kết Việt, ngay dưới tấm bằng khen này là quyết định 209 về việc khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ. Người ký thay Thủ tướng là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Nhưng theo quyết định 209 do Ban thi đua khen thưởng Trung ương cung cấp này, thì người ký thay lại là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Với những điểm kể trên, đại diện Ban thi đua khen thưởng Trung ương khẳng định các bằng khen theo quyết định số 209 cho công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP và cá nhân ông Lê Xuân Hà, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này đều chưa một ngày nào tồn tại. Vị đại diện này cũng khẳng định các bằng khen cho công ty BQP, công ty Liên kết Việt và một số lãnh đạo của cả hai công ty này cũng không hề tồn tại. Thưa quý vị, từ lời cam kết không làm gì cũng có tiền, giờ thực tế lại thành tiền đã nộp không bao giờ quay lại. Những người đã chóc nộp tiền vào công ty này mới xót xa nhận ra rằng hầu như sẽ không còn cơ hội lấy lại tiền với đủ loại giấy tờ thủ tục, đủ loại lý do đưa ra từ công ty đa cấp. Từ khi biết Liên kết Việt không phải là công ty của Bộ Quốc phòng như lời tự quảng cáo, những người phụ nữ này chưa được một ngày ngủ yên. Hàng trăm triệu đồng của họ đã được nộp vào hệ thống đa cấp này chỉ vì họ lầm tưởng đây là một công ty uy tín của Bộ Quốc phòng. Những lọ thuốc mua của Liên kết Việt chẳng còn là hiện thân của giấc mơ làm giàu chóng vánh nữa. Giờ chỉ mong giấu chúng càng khuất mắt càng tốt. Suốt đêm tôi không ngủ được, thậm chí con muỗi nó đốt vào tay tôi cũng không hề phát nó được ấy, bởi vì là tôi nghĩ là mất hết rồi. Cũng là công ty lừa đảo thì đòi lại số tiền và trả lại cái số thuốc đấy ở công ty, bởi vì bây giờ nó không phải là sự thật, không phải của Bộ Quốc phòng thì tôi muốn trả lại lắm chứ, trả lại để chúng tôi lấy cái số tiền, bởi vì tiền là tiền mồ hôi xương mắt của chúng tôi, mấy chục năm chúng tôi mới giành dụ được. Vụt tắt giấc mơ không làm gì cũng có tiền. Giờ họ đau đầu nghĩ cách lấy lại số tiền đã chót nộp. Tìm đến người tuyến trên giới thiệu vào hệ thống thì người này đã cao chạy xa bay. Những người phụ nữ này đành bảo nhau lặn lội lên tận trụ sở của công ty ở Hà Nội để đòi tiền. Ở đây hôm nay cũng toàn người ngoại tỉnh đến đòi tiền như các chị. Lộn xộn, ồn ã, lượng bảo vệ đông gấp 5-6 lần mọi ngày nhưng vẫn không giữ nổi trật tự. Nhưng dù mang đủ hợp đồng, chứng từ mua hàng thì các kế toán của công ty vẫn khăng khăng không chấp nhận phiếu thu của những người đòi tiền. Bây giờ phiếu thu này là không chấp nhận ạ. Phiếu thu của văn phòng Đông Anh thì chỉ có giá trị lấy hàng ở văn phòng Đông Anh thôi. Cái phiếu thu này không có giá trị lấy hàng ở tổng công ty. Mà vậy em thu cái phiếu thu này của chị thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ trả lời như thế là coi như là phủ cái trách nhiệm như thế. Giám đốc nó đi rồi, kế toán nên ta thay rồi, nhưng bây giờ bố nào tìm. Được rồi, cứ chuẩn bị theo như thế này. Các anh chị có cái gì thì chuẩn bị theo cái này cho em sẽ nhận. Em không giải thích nhiều nữa nhé. Không nhận nhưng mà có thanh lý được không anh chị? Thanh lý được hay không thì sau 7 ngày bọn em sẽ trả lời cho anh chị. 7 ngày tới, không biết có lấy lại được tiền hay không. Một cái hẹn mập mờ là tất cả những gì mà những người đến đòi tiền có được. Còn người đàn ông này thì nhận được câu trả lời còn phũ phàng hơn. Ngày vào thì ngày vào nhà mà lấy tiền thì nó không có. Nó xóa hết dữ liệu. Các công ty bên cạnh Liên kết Việt mấy ngày nay rất bức xúc vì lượng người ngoại tỉnh đổ về đòi tiền ngày càng nhiều. Những cảnh cãi vã, xô xát như thế này không hề hiếm. Hoang mang và lo lắng, những người đã bị lừa bỏ tiền vào đa cấp này chỉ còn cách là viết đơn kêu cứu các cơ quan chức năng. Hy vọng lấy lại được một phần tiền mồ hôi nước mắt của mình. Vâng, kinh doanh đa cấp lừa đảo chính là như vậy. Không bao giờ lấy lại được tiền nếu như không tiếp tục đi lừa người khác. Rất nhiều người đã hiểu ra bản chất của đa cấp lừa đảo, nhưng vì sót tiền
Muốn lấy lại số tiền mồ hôi nước mắt của mình nên lại tiếp tục bị cuốn vào cái sức hút khó cưỡng của đa cấp mà mời chào, mà lôi kéo cả bạn bè người thân. Những vòng xoáy này đã tạo ra những cơn bão đa cấp tàn phá khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ người có chút tiền tiết kiệm đến những người nông dân bần cùng, bữa cơm còn chưa no đủ. Nhàn nhàn các kiểu đa cấp len lỏi vào mỗi gia đình, từng cơ quan tổ chức. Những người kinh doanh đa cấp có thể là đồng nghiệp của quý vị, là bạn bè người thân, thậm chí là bố, là mẹ của quý vị. Nếu không có hành lang pháp lý, không có những chế tài nghiêm khắc cho loại hình hoạt động này, thì nó sẽ còn tiếp tục bòn rút những đồng tiền cuối cùng của những người thiếu hiểu biết. Nó sẽ còn khiến nhiều gia đình đã nghèo túng rơi vào cảnh kiệt quệ vì vay nặng lãi. Sự thờ ơ đến khó hiểu của nhiều cơ quan chức năng đang là mảnh đất béo bở cho những kiểu đa cấp lừa đảo. Và chính nó sẽ là mầm mống gây bất ổn xã hội khi mà hàng loạt các công ty đa cấp sẽ tuyên bố phá sản hay đột ngột biến mất khỏi thị trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.